Chiều nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức hội nghị triển khai quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với các tổ chức đảng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Văn Dụ cho rằng sau 3 năm thực hiện chủ trương xây dựng quy chế phối hợp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các tổ chức đảng có quy chế phối hợp đã nghiêm túc triển khai các nội dung trách nhiệm và phương pháp phối hợp, đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Tuy nhiên, đồng chí Ngô Văn Dụ cho rằng hiện tại công tác kiểm tra của đảng, giám sát của Quốc hội với công tác thanh tra, công tác kiểm toán của nhà nước trong một số trường hợp vẫn còn tình trạng chồng chéo giữa các nội dung hoạt động, chưa có kế hoạch phối hợp thống nhất đồng bộ hàng năm và còn vướng mắc ở các thủ tục hành chính, thời gian phúc đáp kéo dài khiến cho kết quả phối hợp bị hạn chế. Đồng chí Ngô Văn Dụ đề nghị hội nghị cần nghiêm túc đánh giá những hạn chế thiếu sót trong triển khai quy chế phối hợp, nhất là những thông tin phát hiện dấu hiệu vi phạm để xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đã ban hành nghị